Đến giờ phút này, có lẽ nhiều người vẫn còn quá đỗi ngỡ ngàng khi chứng kiến một Manchester United chơi cực kỳ kiên cường ngay tại Anfield, nơi mà cổ động viên The Kop gọi là thánh địa. Họ đã cầm hòa được Liverpool, và đó cũng chính là lý do các Manusian đang bắt đầu nghĩ về một kết quả khả quan hơn nữa, thắng trong trận đấu kế tiếp chẳng hạn. Đó sẽ là trận mà thầy trò Erik ten Hag chỉ phải gặp đối thủ nhẹ ký hơn rất nhiều là West Ham. Tuy nhiên, kỳ vọng luôn đi kèm với sự hoài nghi, bởi ai cũng hiểu rằng phong độ của MU lúc này là điều rất khó nói trước. Bằng chứng là họ có thể hạ Chelsea, nhưng ngay sau đó cũng có thể bị Bournemouth hủy diệt. Và giờ đây, chẳng có bất kỳ bộ công thức nào cho việc khi hòa Liver thì bầy quỷ đỏ sẽ tiếp tục thắng West Ham. Đội bóng của Ten Hag cần phải tự giải quyết bằng chính năng lực của mình. Nên nhớ tính chất của vòng đấu tới cũng cực kỳ quan trọng, bởi West Ham đang bám đuổi rất sát đội bóng chủ sở Old Trafford với chỉ một điểm cách biệt. Điều đó cũng phản ánh rằng búa tạ không phải là đội dễ bị ăn hiếp một chút nào. Chúng ta cũng phải nên biết rằng đoàn quân huấn luyện viên David Moyes đang ngay phía sau đội chủ nhà là bậc thầy trong việc đọc vị Manchester United. Đã không ít lần vị thuyền trưởng của West Ham đã khiến đội chủ sở Old Trafford phải ôm hận vì bị bắt bại. Tuy nhiên, gươm phải mài trên đá thì mới sắc, người trải qua bão lửa mới thành công. MU đã đi qua được cơn bão mang tên Anfield, và giờ nếu có kết quả khả quan trước búa tạ, chắc chắn cái mác về một đội bóng phập phù mà người ta vẫn còn gán ghép cho thầy trò Erik ten Hag nên cần phải xem lại. Chưa kể tính chất quan trọng của trận đấu này còn nằm ở thứ hạng. Hiện bầy quỷ đang xếp trên West Ham, nhưng khoảng cách vẫn vô cùng mong manh, nhất là trong bối cảnh những vòng đấu kịch tính của Boxing Day đang sắp đến gần. Việc giành lấy 3 điểm chính là nhiệm vụ tối quan trọng để MU có thể chạy đà bứt lên trong thời gian tới. Đầu tiên hãy nói về phong độ. Đây chắc chắn sẽ là điểm nhấn thú vị của cặp đôi này, khi mà dựa vào các số liệu, cả hai đang cho thấy họ không có sự chênh lệch quá nhiều. Với Manchester United, chắc chắn rồi, sau trận hòa kiên cường trước Liverpool, niềm tin mà người hâm mộ dành cho đội bóng này phần nào đã trở lại. Tuy nhiên, nếu xét ở bình diện rộng hơn, trận chia điểm gần nhất không bảo chứng cho quá nhiều điều. Bởi trong tổng số 5 trận đấu gần nhất, bầy quỷ đỏ mới thắng vỏn vẹn 2 trận, và họ cũng nhận về 2 trận thua đau đớn và 1 trận hòa với lữ đoàn đỏ ở vòng đấu trước. Rõ ràng nhìn vào cách MU thi đấu gần đây, ta có thể thấy một sự đan xen, đó là sự đan xen giữa các trận thắng và thua. Nếu vòng trước MU thắng thì như rằng vòng sau họ sẽ chơi tệ đến khó tin. Bằng chứng là bầy quỷ đã hạ bệ Chelsea bằng lối chơi rất thuyết phục, chẳng cho thấy một bất kỳ một lỗ hổng nào. Điều đó làm người ta nghĩ nhiều về sự trở lại của thầy trò Erik ten Hag. Nhưng rồi thì sao? Họ lại biến sự kỳ vọng thành nỗi thất vọng cực lớn khi để Bournemouth đè bẹp 3 bàn không gỡ, rồi sau đó là thua tiếp Bayern Munich tại Champions League. Rõ ràng là phong độ của MU đang vô cùng vập phù, và chỉ khi đại thắng West Ham, họ mới củng cố được sự vững chắc của mình. Bên phía đối diện, phải có lý do để búa tạ xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng vào lúc này. Nếu với MU, vị trí thứ 7 là một sự thất vọng so với những gì thượng tầng đặt ra hồi đầu mùa, thì West Ham hiện vẫn đang cho thấy một màn trình diễn khá ổn. Ổn về cả lối chơi, thứ hạng cũng tạm có thể chấp nhận được. Về phong độ thì có lẽ là cũng khá hơn bầy quỷ đôi chút. Đoàn quân huấn luyện viên David Moyes cũng đang cho thấy sự phập phù nhất định về phong độ. Tính trong 5 trận gần nhất, họ đã thắng 3 trận, hòa 1 và thua 1. Tuy nhiên, nói về phập phù, nhưng rõ ràng màn trình diễn với tổng 10 điểm sau 5 trận vẫn nhỉnh hơn MU khá nhiều. Chưa kể búa tạ còn phải trải ra sức ở đấu trường C2 thời gian qua. Và thậm chí ở giải đấu Cúp châu Âu, đội bóng này còn chễm chệ ở vị trí nhất bảng. Vì thế có thể nói, phong độ của West Ham cũng chẳng mấy ổn định, nhưng vẫn nhỉnh hơn MU vào thời điểm này. Nhưng xét bức tranh lịch sử lại cho chúng ta thấy một gam màu chỉ toàn là màu đỏ của MU. Xét về thành tích đối đầu, MU đã làm được một mạch bất bại trước West Ham kể từ năm 2007 cho tới tháng 5 năm 2023. Đó là một chuỗi rất dài với rất nhiều trận đấu ở cả đấu trường Cúp lẫn Premier League. Chỉ đến trận ngày 7 tháng 5 vừa qua, búa tạ mới có thể chấm dứt được mạch không thắng trước bầy quỷ. Và đó chính xác là trận đấu gần nhất mà hai đội đối đầu với nhau. Như vậy có thể thấy, lịch sử đang chứng minh The Hammers chính là đối thủ ưa thích của quỷ đỏ. Tuy nhiên, cần biết rằng West Ham mùa này, năm nay đã có những thay đổi. Nếu đã cứ dựa mãi vào lịch sử như vậy, thì MU rất có thể sẽ phải nhận một kết quả bất lợi trong cuộc đối đầu sắp tới. Về tình hình nhân sự, MU đang cho thấy bất lợi với dàn bệnh binh nối dài trong danh sách. Trường hợp mới nhất là Harry Maguire dính chấn thương trong trận đấu với Bayern Munich, đến nay vẫn chưa xác định được thời điểm quay lại. Các trường hợp khác như là Lisandro Martinez, Malaysia, Casemiro, Eriksen, Mason Mount và Diallo cũng khó có khả năng góp mặt trong trận đấu tới cùng West Ham. Trong khi đó, đội chủ nhà lại đang có lợi thế cực lớn khi họ sở hữu dàn nhân sự khỏe mạnh. Duy chỉ có trường hợp của Antonio là cái tên nhiều khả năng sẽ vắng mặt do chấn thương. Tuy nhiên, chân sút người Anh không phải là mảnh ghép quá quan trọng khi lối đá của David Moyes đang xây dựng cho búa tạ gặp trục trặc. Vì vậy, có thể nói ông thầy người Scotland sẽ có đầy đủ binh hùng tướng mạnh
cho lần đọ sức với MU sắp tới. Vừa giờ và dàn nhân sự này, ta có thể dễ dàng dự đoán được đội hình ra sân mà Ten Hag cũng như là David Moyes sẽ sử dụng trong trận đấu này. Với MU, họ đang ì ạch với bản danh sách bệnh binh quá nhiều nên sẽ không có sự lựa chọn nào tối ưu hơn việc sử dụng lại đội hình vừa cầm chân lữ đoàn đỏ. Và rõ ràng nhìn đi nhìn lại kiểu gì thì đây cũng là những mảnh ghép tốt nhất mà Ten Hag có thể sử dụng. Có một sự thay đổi nhỏ, đó là việc Bruno sẽ trở lại. Vì vậy vị trí chơi cao nhất trên hàng tiền vệ sẽ do anh đảm nhiệm. McTominay sẽ được kéo xuống chơi cặp cùng Amrabat và người nhường vị trí nhiều khả năng sẽ là Mainu. Với West Ham, sự thiếu vắng Antonio giờ đây đã không còn là một bài toán hóc búa. Bowen đang đảm nhận tốt vai trò của chân sút người Anh bỏ lại. Vì thế nhiều khả năng đội hình giữa Hammer dùng để thắng Wolverhampton 3-0 trong trận đấu gần nhất sẽ được tái sử dụng. Vì trên nguyên tắc, đối đầu với một đối thủ được đánh giá cao hơn như MU, chẳng có lý do gì West Ham lại đi sử dụng một đội hình yếu hơn cả. Những sự tôn trọng nhất định mà đội chủ nhà dành cho MU trận đấu tới, chắc chắn không có bất kỳ sự khoan nhượng nào được phép xảy ra tại sân vận động Olympic. Những điểm nóng định đoạt cục diện trên sân có thể kể đến như là vị trí của Jarrod Bowen đối đầu với hàng thủ, mà cụ thể ở đây là vị trí của Varane. Nên nhớ chân sút của West Ham đang có phong độ rất cao. Anh đã ghi được 10 bàn thắng cho đến lúc này và cũng lọt vào top 3 cây sân bàn tại Premier League. Vì thế, việc Varane có chặn đứng được Bowen hay không sẽ mang tính sống còn định đoạt trận đấu này. James Ward-Prowse cũng sẽ có màn thư hùng nảy lửa với đội trưởng Bruno Fernandes bên phía MU. Cả hai đều đảm nhận vai trò nhạc trưởng của cả hai bên. Và chắc chắn nếu ai tạo ra được nhiều sự đột biến hơn thì đội bóng sẽ có lợi thế nhất định. Cuối cùng chính là câu chuyện hàng thủ của West Ham, nơi có Kurzawa đang thi đấu rất vào form thời điểm này. Và nhiệm vụ của Rasmus Højlund là phải xuyên phá được bức tường thép do cầu thủ người Pháp lĩnh sướng mới mong có được 3 điểm trên sân khách. Như vậy có thể thấy rằng sự phập phù của MU cần phải chấm dứt ngay. Và chẳng còn gì tốt hơn bằng một chiến thắng giòn giã trước West Ham ngay tại sân đấu của họ. Dù West Ham được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút về phong độ và cả nhân sự, nhưng nhìn nhận thực tế thì với đội hình hiện tại, Bầy Quỷ hoàn toàn có thể hạ bệ đội bóng của David Moyes nếu Erik ten Hag biết cách làm các học trò của ông chơi đúng sức. Nhiều khả năng tỷ số 2-1 nghiêng về MU sẽ là kịch bản dễ xảy ra nhất. Xin chào, lại là mình đây, Mai Anh Tài đây. Trong thời gian tới, ekip bọn mình sẽ mang đến cho anh em món ăn tinh thần mới mang tên Huấn luyện viên Mai Anh Tài Discovery. Đây sẽ là nơi anh em tìm thấy mọi thứ ngoài bóng đá, ngược dòng lịch sử, nói chuyện với Tuần Thủy Hoàng, hóa thân thành thám tử đối đầu với Jack the Ripper, cùng Armstrong bay vào không gian khám phá vũ trụ hay thử làm người giàu, khám phá thế giới, giải mã bí ẩn, góp nhặt kiến thức thú vị. Hãy subscribe để ủng hộ chúng tôi nha. Tất cả đang chờ đợi anh em tại Huấn luyện viên Mai Anh Tài Discovery.